mấy cái cây trước của mình nó sùm quá, mình tỉa cây mình cắt cho nó gọn lại. Mà thì vòng vòng nhà mình nó không không có cây nhiều thôi, có chút này với đằng kia thôi. Thì các cây Mỹ thì nếu có loại kéo các bằng tay cũng được, hay là loại bằng cái kia nữa bạn, hay nó còn mấy bằng xài cái loại bằng máy nó nhiều cái lắm, nhưng mà mình ít quá, mình xài cái loại bằng điện này mà thôi. Thì thôi mình cắt nha. Giờ bên đây là mùa gần cuối mùa xuân rồi, vô mùa hè, cỏ nó xanh, bông nở, thời tiết cũng rất là đẹp. Cái này là hai con mai kiểm. Ok thôi, giờ dẫn con chó con Beo là đi bộ vườn, lát trở lại coi ảnh cắt hình quả sao nha. Beo lát lát luôn. Đây là vòng vòng ở khu mình ở. Ở trong đây là khu, nó gọi là cul-de-sac, là khu cũng như dead end. Nó như khu dead end. Khu này là khu mới thành lập. Nay cũng nó gọi là new development. Nói new development thì nay tính nay cũng 7 8 năm rồi. Thì trong cái khu này được 12 căn nhà. Quay vòng vòng cho các bạn. Ở này cái đường đi ra ngoài, sáng dẫn chó đi đi bộ cho nó đi restroom. Cái đường này á là khoảng tuần tới nữa nó sẽ chán lại hết. Bây giờ nó đang sẵn chuẩn bị nè, nữa nó chán lại thì trong cái khu này á, là coi như đèn rồi xong hết trơn rồi. Nó đặt đèn này, đèn đường, không có dây ngang. Nó bây giờ là trong khu này á, là nó gọi là underground. Dây á, nó chạy đi đường dây, đường dưới âm ở dưới đất á, không có dây treo nha. Trong cái khu này là không có dây treo, nó đi đường dưới đất hết, đường âm hết. Underground wire. Cái đường đi là tuần sau nó sẽ tráng nhựa. Giờ nó đang sửa sạn mấy cái cột nè, nó như nó get ready rồi. Nó get ready nay cũng tuần mấy rồi. Thì nó có thể tuần này hoặc tuần tới là nó sẽ tráng hết trong đây. Nay 30 tây tháng 5 thì bên đây trời cũng nắng. Nay lên có thể là 80 độ. Hổng gài thì cũng khoảng 70 mấy 80, nhưng mà có hơi gió. Thì hôm nay là trời lại đẹp.
Come on Bella. Đây là đường đi ra trong khu này. Trong đây ở rất là yên tĩnh, cũng có nhiều người giống như trong khu, tại vì khu này là khu không có trong xe á, mà khu thuộc về là như khu dead end á, thì cũng có nhiều người chưa chưa cũng có nhiều người ta chạy đi vô đây, người ta đi thể dục hoặc là người ta chạy bộ, đạp xe đạp, tại vì không có đông xe, với lại đường xá nó cũng vắng á, với hai bên đường nó cũng rộng, thì nít ra đây chơi nó cũng rất an toàn. Bella về hả? Ok đi về. Giờ Bella nó muốn đi về. Con chó này thuộc dạng là Yorkie nha. Nó chen nuôi nó nay cũng được 10 năm rồi. Sáng dẫn nó đi bộ cho nó đi ra ngoài ra tiểu. Giờ nó muốn đi về. Come on Bella. Let's go. Cái đường đi vô trong này là nó có hai ngã, một ngã đi thẳng á, là trong trước cái nhà có tre đó, là phía bên đó là có ba cái căn nhà, còn quẻ qua bên đây á thì được 5 căn, thì cũng là con đường dead end nha, là con đường như không có thông á. Đây nè. Cái nhà vàng này là cái nhà đầu tiên build trong cái khu này hết. Rồi tới cái nhà kế bên đó. Cái bên cái này nhà vàng là nhà đầu tiên. Rồi tới cái nhà kế bên đó, rồi tới cái nhà của Chen. Rồi từ là build lên coi như nhà Chen là nhà số 3. Đầu build được thì số 3. Còn ở nhà trong góc phía ngoài sau của con đó là cái nhà có chủ đất của cái khu này. Ổng tên là Bill Pierce. Ổng cũng có cái company bán về insurance. Ổng cũng bán về đất đai nữa. Ở nhà bự đó chỉ có hai vợ chồng thôi. Ở trong đây thì rất là yên tĩnh. Người ta chạy vô đây, người ta đi bộ, chạy bộ. Tại con đường đó là con đường không có thông, con đường đó gọi là dead end á.
con này đi thẳng vô là nhà phía trong đó là có căn nhà phía trong đó là nhà số 6 với nhà số 5 phía bên góc kia với cái nhà kế rồi tới nhà là nhà của chàng. Đó là không ạ. Giờ mình đi về nè. Giờ coi thành quả anh cắt cây nha. Wow, cắt là đẹp rồi nè. Hai con nai giờ nhìn thấy mặt mũi rồi nè. Bữa đó ùm sùm. Này chán cái exercise luôn. Hai con nai này là con nai kiển nha các bạn. Nó lên mỗi năm tới mùa thu hoặc mùa đông á là cây nó lá nó rụng hết trơn rồi mùa xuân là xong nó ra lá lại. Nó ra lá dĩ nhưng mà nó không có bông nữa nè. Nay trời đẹp, bông nó ra nở, bông nở gật cái chân. Đi dọc bên đây một cái. Cây này bông không? Cây này giống như cái cây bonsai vậy. Anh cái cây đỏ này kêu bằng gì anh? Japanese gì đó. Cây này giống như cái cây bonsai vậy á. Cái cây nó thường nếu người ta đẩy cao nó lên nó lại dưới nó không có, người ta tỉa mấy cái lá cây nhánh ở dưới chứ chỉ còn cái cây lên rồi ở trên là phủ cái lá là phủ cây cây lá thôi. Nó ra màu đẹp lắm. Còn bên đây là cái bông mỗi cái bông trồng nó ra bông trắng. Ở trong đây cũng là bông đó nè. Ngoài trước mình thì hai bên trồng kiển với trồng bông. Còn bên đây thì có hai con nai. Cái này cũng là bông nữa nè. Trong kia thì giữa chính giữa con nai thì cũng có vài cây tulip. Wow. Nai con nai này bự hả? Có cái đuôi của nó này. Rồi ở ngoài trước này thì cũng có một khoảnh để mình trồng bông rồi. Cái này ở ngoài trước, ngoài cục đá thì cái bông này bông nó ra bông bự lắm, đẹp lắm mà chị không biết kêu tiếng Việt là bông cây gì. Hình như chị nhớ là mẹ cho nói là cái cây này là cây hoa mẫu đơn hay gì đó mà không biết có đúng hay không, nhưng mà nó ra cái bông bự đẹp lắm. Mấy cây này là cũng sống quanh năm nha. Cây này là giống như thuộc dạng mai mà mai thuộc dạng lai rồi hay sao rồi. Bông nó ra cũng đẹp lắm. Cái này không biết. Còn ngoài sau thì trồng mấy cây tulip đỏ, trắng, vàng. Đây cũng là cái kiển nè. Còn ở đây cũng là cái cây Japanese bonsai nè. Màu đỏ. Rồi chỉ gì vậy thôi. Không thể. Tổng thể mình nói trước nhà mình là như vậy. Hi Bella. Hi. Vậy cho em kết thúc video ở đây nha. Chúc các bạn một ngày vui vẻ.
các bạn nhớ like and share nha. Cảm ơn các bạn.